Đúng 3 ngày tới, bốn con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời bất ngờ, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tức là từ ngày mùng 6 Tết đến ngày mùng 8 Tết nó sẽ rơi vào ngày 15 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 dương lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được chúc mừng bốn con giáp dưới đây bởi trong 3 ngày tới, các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh. À trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, các bạn sẽ bất ngờ gặp được những cái vận may về công danh, sự nghiệp, tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp được quý nhân, mua hàng thì có cơ hội được bốc thăm trúng thưởng, đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ công danh sự nghiệp thì thăng tiến, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì dùng dính, chỉ cần đếm thôi cũng cạn đã cảm thấy là mỏi tay rồi. Đối với những bạn còn độc thân ấy, thì ra đường cũng dễ gặp được những người hợp ý, còn đối với các cặp đôi, tình cảm sẽ được gì thêm phần ấm áp, khăng khít. À, nhân cơ hội này quý vị cũng hãy gì gia tăng thêm cái may mắn cho mình bằng những cái bộ quần áo đẹp và tăng cường hợp tác với mọi người xung quanh à, thưa quý vị và con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, à, những người tuổi Tỵ là con giáp may mắn trong 3 ngày 3 ngày tới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, từ ngày mùng 6 tháng riêng đến ngày mùng 8 tháng riêng nhờ được nhiều các tinh nó soi chiếu nó giúp đỡ. Vậy nên là gì? Nó khiến cho những người tuổi Tỵ khá là may mắn, khá là phấn khởi trong những cái ngày đầu tiên của năm mới này. Những người tuổi Tỵ là những người thông minh, khôn ngoan, giỏi tư duy và phân tích cái vấn đề, họ luôn có thể tìm ra những cái cách tốt nhất để giải quyết đấy, những vấn đề trong những cái môi trường hoặc là những trong những trường hợp phức tạp đó. À, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Tỵ sẽ đạt được những cái kết quả đáng nể trong công việc, gặt hái được nhiều cái tài lộc bằng cái trí tuệ và cái tài năng của mình. Đó là do các bạn được vía may mắn của tổ tiên và gì được thần tài ghé thăm quý nhân tương trợ giúp đỡ à, từ đó nó cũng sẽ khiến cho cái thu nhập của những người tuổi tỵ trong thời gian này đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh ấy trong mấy ngày sau tết này cũng sẽ được tăng theo dù tính chất công việc không mấy thoải mái à, không có thời gian nghỉ ngơi chơi bời như bao người khác nhưng bù lại những người tuổi tỵ lại ăn nên làm ra hơn mọi khi và trong cái ba ngày thứ năm thứ sáu cái ngày mùng 6 tết ngày đầu tiên làm việc của năm mới ấy, thì quý vị cũng nên là gì đi giao lưu học hỏi gặp gỡ với mọi người xung quanh à, cũng nên là gì cùng mọi người đi cầu thần lễ phật đấy để chuẩn bị rước cái may mắn cho mình như vậy thì cũng sẽ được gì gặp được nhiều cái thuận lợi hơn trong công việc à, bên cạnh đó cái phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ trong cái thời gian này ấy, nó được dự đoán là sẽ có nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh vẫn có không ít cái cơ hội để cho bản mệnh làm giàu cái túi tiền của mình nhưng cũng vẫn còn tồn tại không ít những cái rủi ro nó ẩn tàng khiến cho những người tuổi tỵ cũng cần phải hết sức lưu ý. À, nói về một chút cái thuận lợi thì trước hết những người tuổi tỵ có cái cơ hội đón thêm những cái nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể đến từ cái khoản đầu tư tiền lãi, tiền cổ phiếu hoặc là gì? Những cái khoản đầu tư tài chính từ trước đó. À, các bạn cũng có thể sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mách nước cho những cái thông tin quý giá. À, tuy nhiên do cái vận may của các bạn nó cũng hơi yếu nên là vẫn cần phải thận trọng cho cái vấn đề đầu tư nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Đó. À, với những người mà làm công ăn lương ấy thì sẽ duy trì cái chất lượng công việc ổn định giúp cho bản thân có thêm cái thu nhập đều đặn. À, khi mà quý vị làm tốt cái thể hiện sự thể hiện của bản thân ấy, một cách xuất sắc ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm cho mình một khoản từ khoản thưởng tiền hoa hồng tiền phụ cấp. À, tuy nhiên trong thời gian này thì các bạn được khuyên rằng là gì không đặt mục tiêu quá lớn vào cái việc kinh doanh buôn bán hay là gì? những cái việc làm thêm từ người tay trái ấy. bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ ra nhiều công sức tiền bạc ở cái giai đoạn ban đầu ấy, thì các bạn vẫn sẽ gặp phải đôi chút những khó khăn những cái trắc trở và có thể là gì thu được lợi nhuận như mong đợi đấy nhưng mà ấy, cũng sẽ thì khá là vất vả trong thời gian này thậm chí là có người còn xui xẻo mất hết cái tiền gốc tiền lãi à, quý vị sẽ không trụ được trong một cái thời gian dài À, bên cạnh đó với những người làm ăn kinh doanh ấy thì do bản mệnh gặp một vài cái sao xấu nên là con đường kiếm tiền nó cũng sẽ gì hơi gập ghềnh một chút đấy lợi nhuận có phần là sụt giảm nếu không vì đối thủ cạnh tranh gây gắt thì cũng bởi cái thị trường nó biến động khó lường đó đặc biệt những người tuổi tỵ thì thiếu kinh nghiệm ấy về quản lý ấy, thì rất dễ bị tổn hao về tiền bạc một cách nghiêm trọng do là gì quản lý không đúng cách vì vậy, trong năm ấy, thì các bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thay vì là hy vọng làm giàu sau một đêm như mơ ước. À, những cái điều viển vông xa vời thì các bạn cũng nên thận trọng. À, cái thành quả lao động của mình ấy, thì quý vị cũng cần phải là chân, nên trân trọng nó. À, bên cạnh đó, quý vị nên phát triển cái thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi không cần thiết để cái số tiền tích lũy nó ngày một gia tăng. Và để bảo vệ cái tài sản của mình cũng để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc. Thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy tức là từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 Tết ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À, quý vị thân mến, may mắn là những người tuổi Mùi có nhiều cắt tinh nó xoay đường nó dẫn lối, nên là những người tuổi Mùi có thể thu về nhiều lộc lá trên nhiều cái phương diện của cuộc sống trong cái thời gian này. Nói chung ấy trong công việc thì những người tuổi Mùi có thể là gì nắm bắt nhiều cái cơ hội kiếm tiền nhờ cái sự nỗ lực và cái trí tuệ của bản thân. À, trong 3 ngày tới quý vị sẽ hái được nhiều cái may mắn về nhà đó. Các bạn cũng là người có vía hên nên là đi đâu cũng được mọi người xung quanh yêu mến. Nói chung ấy, trong những ngày đầu năm khi du xuân thì khả năng cao những người tuổi mùi sẽ gặp may mắn bất ngờ, gặp được quý nhân của cuộc đời mình à, thông qua một cái lần rất là tình cờ và tất cả là do ông trời đã sắp đặt. Những người tuổi mùi có thể là gì dũng cảm tiến về phía trước, theo đuổi cái ước mơ, cái mục tiêu của mình bởi cái vận may như họ ấy thì như là gì? Như là ngựa phi nước đại và vượt trội hơn hẳn so với mọi người. Bên cạnh đó, ở trong năm 2024 ấy, thì cái vận trình tài vận của những người tuổi ấy, tuổi Mùi ấy, cũng biến động cũng không quá nhanh, không quá mạnh nhưng mà bền lâu và tích lũy được ổn định hơn trong cái năm 2024. Dù các bạn làm trong lĩnh vực nào, làm công, làm tư hay làm chủ, hoặc là giữ cái vị trí gì đi nữa, chỉ cần các bạn bỏ công bỏ sức để nỗ lực cống hiến thì cũng sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Còn với những người làm công ăn lương thì cũng được cát tinh nó chiếu mệnh nó cho thấy là các bạn hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao Mà như vậy thì các bạn chắc chắn sẽ nhận được không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng vào cái dịp đầu năm Cấp trên cũng sẽ sẵn sàng thưởng cho những cái nhân viên xuất sắc cẩn mẫn và có những cái thành tích cao như các bạn Nếu tin tưởng vào bản thân và những cái gì mà mình đã gặt hái được cho tập thể Thì các bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động để bạt cái mong muốn được tăng lương thăng chức với cấp trên Khả năng được phê duyệt là rất là lớn Chẳng ai mà lại không muốn giữ chân một người có nhiều cái giá trị cống hiến cho tập thể cho công ty cả còn với những người làm kinh tế với những người buôn bán làm ăn ấy thì cái cắt tinh nó chiếu mệnh nó cũng sẽ giúp hóa giải nhiều cái khó khăn mà các bạn gặp phải trên con đường công danh sự nghiệp trên con đường làm giàu quý nhân luôn xuất hiện ở những lúc các bạn cần nhất cứu các bạn thoát khỏi những cái bản thua trông thấy nói chung ấy những người tuổi mùi là những người cởi mở tốt tính nên là sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp các bạn không những tự tìm cho mình những cái đối tác phù hợp mà còn gì chung chí hướng với mình và còn được người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng và và uy tín. À, năm 2024 cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình. À, nói chung là hiện thực hóa được những cái kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Chỉ cần các bạn chấp nhận vất vả một chút, buôn ba một chút thì mọi chuyện đã được đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ chảy vào túi nhanh hơn. Đó. Ở trong thời gian này những người làm lãnh đạo thì cũng giữ được cái đầu óc tỉnh táo bình tĩnh và nhạy bén nên dễ đưa ra được những quyết định những quyết sách đúng đắn đem về cái lợi ích cho tập thể à, các bạn không chỉ là những người già làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình nữa à, khi mà đồng tiền giữ giả ấy, thì những người tuổi mùi cũng nên là gì à, chia ra các khoản đấy thứ nhất là gì để đầu tư cho tiền để ra tiền nhiều hơn quý vị cũng có thể là gì mang đi kinh doanh buôn bán hoặc là hưởng thụ À, một số thì quý vị cũng nên đi làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình à, chỉ cần các bạn tốt bụng giúp đỡ người khác thì một cách là không lo toan, không tính toán gì thì mọi thứ xung quanh cũng sẽ giúp đỡ lại các bạn thậm chí là trong quá trình làm việc thiện ấy thì các bạn sẽ có cơ hội kết thân được với quý nhân hoặc là với những cái đối tác lớn ở trong thời gian này vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hậu thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày mùng 6 tháng riêng đến ngày mùng 8 Tết thì đó là những người tuổi Tý. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy thì những người tuổi tý được cắt tinh xoay chiếu nên là cái năm mới những người tuổi tý hoàn toàn có thể tự tin bước đi uh, trên cái con đường công danh sự nghiệp mà mình đã lựa chọn những người sinh năm tý là những người mà đam mê và tràn đầy cái năng lượng họ luôn tìm thấy cái điểm vui và cái động lực trong cuộc sống và những ngày đầu năm ấy thì các bạn sẽ có cơ hội thể hiện cái sức mạnh của mình trong mọi cái khía cạnh trong mọi cái mối quan hệ xã giao và gì cũng sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ đi đến cái thành công Ngoài ra thì các bạn cũng có thể gặt hái được những cái thành quả và gặp được những người có chung trí hướng à, Thông qua những cái buổi gặp gỡ đầu xuân à, sang năm mới sẽ cùng nhau tạo dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn Nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 Tết ấy, thì con giáp này cũng thu được nhiều lộc lá về tay đầu năm thì có nhiều cái tin vui nó báo về đấy à, nhà cửa điểm lành đất đai cũng sẽ được gia tăng. Đó. Nhiều cái điểm lành nó xuất hiện trong thời gian này, à, các bạn nên là gì quan tâm nhiều hơn đến cái vận trình công danh sự nghiệp của mình nhé. À, bên cạnh đó, cái sự nghiệp của những người tuổi tý thì có cái những cái điểm sáng đáng kể trong thời gian này. Dù thách thức nó vẫn còn à, của năm tam tai năm thứ ba, nhưng mà không phải là cái không có cách xử lý. Các bạn cần phải cố gắng điều chỉnh lại cái tâm lý và dần dần thích nghi với cái nhịp điệu và cái sự thay đổi của công việc trong năm. Đấy. cơ hội nó đến thì không ít nhưng mà có nắm bắt được hay không ấy và phát huy được tới đâu ấy lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách nhìn nhận của những người tuổi tý chỉ cần các bạn tập trung phát triển cái lợi thế của bản thân và có cái tính toán một cách thực kỹ lưỡng chắc chắn các bạn cũng sẽ gặt hái được không ít cái thành công trong cái thời gian này bên cạnh đó cái diễn biến tài lộc trong cái thời gian này nó cũng có nhiều cái tín hiệu tích cực nhờ hàng loạt các cắt tinh nó chiếu mệnh Đấy, cái việc kiếm tiền nó khá là xuân sẻ hanh thông à, cũng được giúp đỡ nên là gì làm ăn buôn bán thì có lời có lãi dù vậy các bạn cũng nên chú ý đến cái tâm trạng thất thường đừng vì những cái chuyện vặt vãnh mà nóng nảy cáu gắt kéo lại phá hỏng đi các mối quan hệ tốt đang chờ đợi mình à, đồng thời quý vị cũng nên chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh tránh để xảy ra những cái mâu thuẫn những cái tranh cãi hay là những cái xung đột không cần thiết vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ba ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy không ai khác đó chính là những người tuổi mão à thưa quý vị nói chung trong 3 ngày tới thì những người tuổi mão nhờ có nhiều cát tinh nó xoay chiếu mà sẽ nhận được rất nhiều cái sự giúp đỡ của quý nhân để thúc đẩy cái cuộc sống có nhiều cái thay đổi à, theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học ấy thì những người tuổi mão trong thời gian này sẽ có những cái thành tựu bất ngờ đó à, công việc làm ăn buôn bán sẽ được xuân sẻ hanh thông có nhiều cái cơ hội để thăng tiến và tăng thêm cái thu nhập được ổn định hơn trong thời gian thời gian sắp tới. À, không chỉ như vậy, cái sự khôn ngoan và cái sự cẩn trọng trong cái việc quản lý tài chính ấy, cũng sẽ mang lại cho những người tuổi mão nhiều cái nguồn thu nhập được bổ sung, đấy, đáng để ghen tị trong trong ba ngày tới. Những người tuổi mão cũng được lộc từ con cái từ những người thân trong gia đình. À con cái đi làm về thì cũng thì báo hiếu bố mẹ nên là quý vị cũng sẽ được sống một cuộc sống cũng khá là yên vui. Còn một số nhà đang mong con mong cháu ấy, thì trong năm nay sẽ có nhiều cái điểm lành tìm tới ấy, báo hiệu một năm rồi rào về con cái và có được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa. Thêm nữa trong thời gian này thì chính tài của những người tuổi mão cũng khá là vượng. À, quý vị có thể gì dễ dàng được tăng lương tăng thưởng tăng chức, à, cái mức đáy ngộ trong thời gian này cũng sẽ được tốt hơn. Thì ngoài ra à, thời gian này quý vị cũng nên là gì à, có nhiều cái cơ hội gặp được quý nhân trợ lực nên là cũng dễ dàng làm giàu hơn thêm nữa cái năm 2024 ấy thì những người tuổi tuổi mão bị, bị gặp cục diện là lục hại đấy vậy nên là gì cái công danh sự nghiệp đôi khi nó cũng gặp phải cái họa tiểu nhân mặc dù là có những cái tín hiệu được thăng quan tiến chức trong cái sự nghiệp rất rõ ràng à, nhưng mà trong năm quý vị cũng sẽ gì gặp được cái nhiều cái cơ hội và có nhiều cái chuyển biến mới đấy cũng có thể gặp được cái cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhưng mà cái, cái cục diện lục hại nhé thì quý vị cũng cần phải chú ý đặc biệt là cái hạn tam tai nữa ở trong năm con giáp này thì cần phải đẩy mạnh cái việc khai thác hợp tác kinh doanh buôn bán ở trong các dự án bất động sản hay là gì những cái 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 nghề về thông tin như là chứng khoán hay là gì những cái nghề tay trái hoặc là những cái nghề mà quý vị điểm mạnh của quý vị thì quý vị cũng nên là gì nên là tham gia nhưng mà quý vị cũng cần phải lưu ý trong thời gian này bản mệnh cần phải chú ý về cái mặt sức khỏe. Nói chung ấy làm việc mệt mỏi quá độ hay mắc phải cái những bệnh gan về thận. Và quý vị cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức hay là tham công tiếc việc. À, cần phải có một cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý nhé. À, thưa quý vị, à, bên cạnh đó trong thời gian này thì nói chung ấy à, những người tuổi mão nên chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những cái biến hóa khôn lường trong công việc. Những người tuổi mão nói chung là có thể là gì? Đôi khi cần phải hy sinh bản thân một chút rèn luyện cái tinh thần của mình đấy làm việc và học tập liên tục để gì không gặp phải những khó khăn và đủ sức mạnh để đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Trong trường hợp hợp tác làm ăn thì những người tuổi mão luôn dành thế chủ động. Nhưng vì những người tuổi mão nói chung ấy trong thời gian này là gặp cái cục diện lục hại ấy, nên là gì nó hướng đến cái sự là làm độc lập và không hay xảy ra những cái bất đồng những mâu thuẫn với mọi người xung quanh về những cái tranh chấp mà nhất định nên là quý vị cũng cần phải tiết chế cảm xúc của mình đề phòng những cái tình huống xấu nó có thể xảy ra và để mang lại cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái xung sát thị phi trong cuộc sống thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó đó là con giáp may mắn thứ tư à, thưa quý vị như vậy là trong 3 ngày tới thứ năm thứ sáu thứ bảy từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng riêng âm lịch chúng ta sẽ có bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý đó là những tuổi sau một là tuổi tỵ hai tuổi mùi ba tuổi tý và bốn là tuổi mão đây là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong 3 ngày tới à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.